Chào các em, đây là cái đề thứ hai, đề thứ hai của cái bộ đề trắc nghiệm này. Không biết là có phải là thi trắc nghiệm hay không, nhưng mà chúng ta cũng nên luyện chút xíu. Không có cái học nào mà là nó không có ý nghĩa cả. Cái học nào nó cũng có cái lợi ích của nó hết, cho nên là mấy em cứ thoải mái mà học ha. Đừng có sợ là mình học rồi mình không có xài. Trước sau thì mình cũng xài, cho nên đừng có lo. Tại vì hồi nãy thầy mới đọc cái bài báo của cái hội toán học gì đó, quên tên mất tiêu rồi. Thầy nhớ tên khó lắm, thầy khó nhớ tên lắm. Thầy không đồng ý, nhưng mà thầy rất là mong là Bộ Giáo dục sẽ bỏ qua những cái ý kiến đó. Cái lý luận của người ta cũng không 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 có đúng, cũng không có hợp hợp tình hợp lý để mà loại bỏ cái môn trắc nghiệm toán này. Thầy thấy là làm trắc nghiệm toán nó, người ta nói là làm mất cái khả năng tư duy của học sinh khi mà làm trắc nghiệm. Thì thầy thấy là cái đó không đúng. Mà làm trắc nghiệm á, không phải làm trắc nghiệm là mấy em không có khả năng suy luận. Làm trắc nghiệm mấy em suy luận rất là tốt luôn, chứ không phải là không có khả năng suy luận. Và khả năng tư duy của mấy em được rèn luyện rất là nhiều. Mấy em sẽ tìm ra được nhiều cái cách hay để mà giải một dạng toán. Và từ từ á, khi mà mình làm nhiều cái, khi mà những cái năm sau á, cái kinh nghiệm mà cho đề trắc nghiệm môn toán nó lên cao rồi đó, thì mấy em sẽ phải tiếp xúc với những cái dạng toán trắc nghiệm mà nó phức tạp, nó hay hơn nữa. Thì từ đó cái khả năng tư duy để tìm ra cách giải ngắn nhất của mấy em á, là nó quá tuyệt vời. Cho nên không, cho nên là thầy không phải đồng đồng tình với ý kiến đó. Tại vì biết sao không, sao người ta phản đối không? Tại vì người ta sợ. Sợ gì? Sợ phải dạy lại từ đầu. Cách học, cách dạy nó sẽ bị thay đổi hết. Học sinh học khác, thầy cô dạy phải khác để nó phù hợp với cái kiểu thi này. Cho nên đó, người ta sợ phải thay đổi. Mà cái cuộc sống mà không thay đổi thì làm sao mà phát triển được? Cứ khư khư như vậy và hoài thì trước sau nó cũng vậy. 10 năm, 50 năm nữa nó cũng vậy, nó không có cái sự tiến bộ nào cả. Mà trong khi môn toán thì ở nước ngoài nha, những cái nước phát triển là người ta cho thi trắc nghiệm hết rồi. Mà đặc biệt toán trắc nghiệm ở nước ngoài nha, là hình như là không cho xài máy tính thì sao á. Rồi, quay lại cái đề số 2 này. Chúng ta sẽ đi từ câu 1 đến câu số 10 ở cái video này. Câu 1 nè, cho hàm số này, để hàm số có tập xác định là R thì các giá trị của M là nhiêu? Thì bài toán này khá là dễ. Không có cách nào khác là chúng ta phải đi tính delta phẩy của nó. Delta phẩy là B phẩy bình trừ AC là M bình cộng đi 3 lần M, nó phải là số lớn hơn hoặc bằng bằng 0, đúng không? Để hàm số có tập xác định thì thầy xin lỗi ha. Hàm số tập xác định, thầy xin lỗi. Cái bài này á, hàm số có tập xác định á, khi mà tập xác định của hàm số. Rồi thầy xin lỗi, thầy đọc lộn. Cái điều kiện của toán này á là để hàm số có tập xác định là R. Là R thì điều đó có nghĩa là x bình trừ 2mx trừ đi 3m phải là số gì? Lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi m. Với mọi x. Cái hàm số này nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x. Thì mình sẽ đi sử dụng tâm thức bậc 2 để mình nói thằng này nó dương, nó luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x khi nào. Thì lúc này chúng ta xét delta phẩy của nó. Thì cái hàm này điều kiện là gì? Điều kiện của một cái hàm fx nè, lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R thì là gì? A lớn hơn 0 và delta phẩy lớn hơn 0. Thì A lớn hơn 0 chính xác. Và delta phẩy nó bé hơn 0. Còn điều kiện gì không? Thầy thấy điều kiện A nhân fx đó, A nhân fx phải là số gì? Phải không? Thầy nhớ trong có hai điều kiện đó không hả? Điều kiện gì? Còn trong tâm thức bậc 2 á, có một số cái á, nó là A nhân fx là gì ta? A fx, một số thằng A nhân fx mà thầy không nhớ. Vậy mình phải coi lại cái tâm thức bậc 2, cái keyword, cái mà để mấy em search đó, để hiểu hơn về cái dạng mà bất đẳng thức biện luận một cái bất phương trình tham số bậc 2 như thế này. Mấy em coi về cái
tâm thức bậc hai nha, coi lại. Ở thiền này a a của nó là một là ok rồi. Delta phẩy của nó bé hơn không thì thầy mới tính delta phẩy của nó nè, b phẩy bình cộng ac nè, thằng này bé hơn không thì có nghĩa là không và trừ 3 trong trái ngoài cùng. Như vậy là đáp án của bài toán này là đi từ 3 đến 0, trừ 3 đến 0, trừ 3 đến 0. Xong có nào ta? Đáp án là D. Ok, đúng rồi. Tại vì thằng này nó lớn bằng không cho nên delta phẩy này nó bé bằng không. Cho nên là nhận cái ngoặc ngoặc vuông của cái này. Nhà đáp án là D, đúng rồi. Coi lại cái tâm thức bằng 2 nha, thầy cũng quên quên rồi. Để lát thầy coi lại. Cho hàm số này, nếu f phẩy của trừ x, f phẩy của trừ x bằng trừ của f phẩy x thì x bằng nhiêu? Thì bài toán này chỉ là giải một cái phương trình. Giải phương trình thôi. Đầu tiên em đi tính f phẩy x đi. F phẩy x thì bằng gì đây? Bằng 3 lần x 3 bình x bằng trừ 1. trừ 1. Rồi sau đó là f phẩy của trừ x, f phẩy của trừ x là 3 lần x bình trừ 1. Thế trừ x vô là f phẩy của trừ x nè. F phẩy của trừ x thế vô bằng trừ của f phẩy x. F phẩy x trừ f phẩy x là trừ 3 lần x bình trừ 1, đúng không? Trừ của f phẩy x. Thì bỏ ngoặc vô thì mình sẽ được là 2 lần của 3 lần x bình trừ 1 bằng 0. Tại vì thằng này bằng trừ chính nó thì chuyển chính nó qua bên với này thì hai lần nó bằng 0, tương đương x sẽ bằng bằng gì? Cộng trừ Một trên căn 3, 1 phần một căn trên 3. căn Có 3. được. Bài toán này thì không có điều kiện gì hết ha. Coi lại, bài toán này hàm bậc 3 không có điều kiện, chọn câu C luôn. Khá là dễ. Thử thử hỏi có xài máy tính được hay không? Chắc là không xài được rồi. Tại vì những cái tính đạo hàm như này hoặc là tham số như này mấy em đâu có xài được máy tính. Chỉ có khi giải cái thằng delta phẩy này á thì mấy em lấy máy tính em bấm được, nhưng mà nghiệm nó quá quá rõ ràng rồi, bấm chi cho nó lâu, đúng không? Hai cái dạng toán này là hai dạng không xài được máy tính nè. Thì bộ giáo dục sẽ phải cân nhắc cho những cái dạng toán này để hạn chế cái việc học sinh sử dụng máy tính, giống như những cái bài toán tích phân đó mấy em. Tự nhiên cho tích phân mà lấy máy tính bấm cái bụp cái ra liền, cho làm chi, đúng không? Tự nhiên cho không nguyên câu đó ai làm cũng được, kỳ quá. Cho đề như vậy là kỳ quá. Câu số A nè, cho hai hàm số f x và r x như thế này thì f phẩy 1 và r phẩy 1 chia r phẩy 1 bằng nhiêu? Thì bài này dễ, bài này làm sao? Mày lấy máy tính bấm này thì dễ. Bấm sao đây? Không cần viết gì cả giấy hết. C D X D D chia D. Rồi đúng rồi. Thằng này của x bình phương tại mấy? Tại 1 nè. Đây chính là đạo hàm của hàm số tại 1. Đây là giá trị đạo hàm của hàm số tại 1. Tiếp tục thằng này. Rx đó là 4x cộng cho sin, nhớ đổi chế độ radian nha. Sin của bx chia 2. Đóng ngoặc lại là sin của bx chia 2 nè. Tại x bằng 1 luôn. Rồi, shift mode để chuyển qua chế độ radian số 4. Để chuyển radian hồi nãy của thầy là degree bằng đáp án là 1 phần 2. Chọn luôn con A. Đó, thì bài này cho bài này nếu mà là thầy thì cho kiểu này ok. Vẫn bấm máy tính toàn bộ nhưng mà cái kỹ năng bấm máy tính đó thì nó phải 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 rõ ràng, nó phải bấm khó khăn như vậy đó mới được. Rồi, thì thấy ba câu này là đáng để cho thi nè, là những câu đáng để được cho thi đó. Hàm số này có mấy điểm cực đại, mấy điểm cực tiểu? Thằng này thì thấy là x bình trừ một tất cả bình đó mấy em, là x bình trừ một tất cả bình đó, x bình trừ một tất cả bình. Hàm này á bản chất nó là một hàm trùng phương thôi, y bằng thằng này thì hàm trùng phương. Sao đây, mấy cực đại mấy cực tiểu? Hai Ừ. hai cực đại, hai Cực tiểu, một cực đại. Mình chuyển cái nhận thức đó đi.
Nếu 4 trừ cho 2 lần x bình cộng 1. Rồi này. Nhìn vô là thấy nè. Có hai cực tiểu và một cực đại. Lý do gì? Với kinh nghiệm của chúng ta là dạng này á là một cái dạng nó sẽ quay lên, chắc chắn quay lên, hoặc là như thế này. Cái dạng này nè, tại vì A của nó là dương cho nên nó sẽ có một trong hai dạng này. Hàm bậc trùng phương nó sẽ có một trong hai dạng này. Cái thứ hai á là cái dấu của A với B này nó trái dấu nhau. A và B trái dấu nhau. Cho nên á cho nên điều gì? Đạo hàm của nó sẽ có ba nghiệm phân biệt. Đạo hàm của nó sẽ có ba nghiệm phân biệt. Lý do gì? Thì ra mấy em tính đạo hàm ra là 4x mũ 3 trừ đi 4x đi. À, thì đầu tiên có nghiệm là không là x nè, x bằng không nè. Nghiệm thứ hai á là gì? X bình phương trừ 1 bằng 0. Chỉ cần hai cái dấu này nó khác nhau thôi thì số 1 này chuyển giấy qua bên này thì thành cái số gì? Cái số dương. À, thằng trừ 1 này chuyển giấy qua bên kia thì nó sẽ cùng dấu với này cho nên x bình sẽ chắc chắn có hai nghiệm. Cho nên dạng của nó vừa quay lên mà vừa có ba ba điểm cực trị. À, thì chắc chắn nó phải là cái dạng là một hai cực tiểu và một cực đại ha. Thì mình chỉ cần là tưởng tượng ra cái thằng này thôi là đủ để kết luận rồi. À, thì những bài toán này bắt buộc mấy em phải tinh ý để làm nhanh. À, thì lưu nó lại đi, lưu luôn nó vào trong đầu đi. Hai cực tiểu và một cực đại là đây nha. Rồi 4 câu là đáng để cho thi đó, thi được đó, thầy thấy thi ngon á, đâu phải là học dở đâu, đâu phải là mất cái khả năng suy luận tư duy đâu, tư duy còn nhanh hơn nữa, thấy không? Bình thường mình làm tự luận á, làm như mình gặp được những câu này, làm tự luận chạy 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 xuống tới đây, hãy làm từ từ rề 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 rề, nó mất cái sự gọi là sự nhạy bén của học sinh. Ơi vậy mà nói không có tư duy. Để cái hàm số y bằng này nè đồng biến trên từng khoảng xác định thì các giá trị của m là gì? Hay không? Câu hỏi này hay không? Hay cho thi hay đi chứ, trắc nghiệm mà kiểu này là quá hay. Rồi bây giờ nghĩ sao đây? Đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. Thì em phải biết điều kiện của đồng biến là cái gì. Nếu mình làm theo kiểu thông thường á, bài này thì nghĩ là làm theo kiểu thông thường rồi á. Điều kiện của đồng biến là cái gì? Hả? Một hàm số được gọi đồng biến trên từng khoảng xác định của nó thì điều kiện Dạ là em f hiểu. phẩy x của nó phải là số lớn hơn không. Vậy thôi, f phẩy x phải lớn hơn không. Hả? Thì mình chỉ cần đi tính đạo hàm của nó thôi, còn gì nữa. Rồi đạo hàm của này á thì biết được công thức thì càng tốt, càng biết công thức càng tốt, đúng không? Càng biết công thức càng tốt đó. Khi mà đi vào trắc nghiệm á, cái gì mà càng nhanh thì càng tốt. Công thức tính đạo hàm của cái hàm bậc hai chậm nhất là gì, quên mất tiêu rồi. Chúng ta chỉ cần lấy thằng tử thôi, chúng ta không cần lấy thằng mẫu ha, tại vì mẫu là bình phương cho nên mặc định là nó dương rồi. Chúng ta cần lấy thằng tử của đạo hàm là dương là đủ, mình giải cái đó ra là được ha. Còn nếu nếu mà mấy em không biết tìm đạo hàm của nó thì mình xài phương pháp thế. Mấy em thấy ở đây thế cũng khá dễ nè, m dương nè, m âm nè, m bằng không nè, thì chúng ta thế một số bất kỳ nào đó là m bằng 10. Nếu mà 10 thỏ thì sao? 10 thỏ thì ok, loại ngay câu B. 10 thỏ thì m bán không, không lấy m dương, lấy m bán không là loại ngay câu B. À, tiếp theo mình thế m bằng không vào, thế m không 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 vào được x bình chia x thì đúng không, không 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 nè là x bình chia x nè, ra là x nè, y bằng x là hàm đồng biến chắc ăn luôn. Hàm bậc nhất a lớn không, y bằng x là hàm đồng biến, m bằng không chắc chắn nhận, m bằng không nhận thì loại ngay câu a và loại ngay câu b đúng không. M bằng không nhận thì loại cả a và b. Lý do a có nhận không, không không, b cũng không nhận không. Như vậy thằng C với thằng D này là hai thằng mình cần phải phân biệt. Như vậy là cái vấn đề của chúng ta là chỉ làm gì đây? Hả? Chỉ xét cái đạo hàm của cái hàm này. Mình lấy một thằng bất kỳ M đó khác cái thằng không này, lấy một M bất kỳ đó khác không. Mình thế vào đây, mình coi thử cái hàm đó đồng biến hay nghịch biến.
À, trên máy tính thì mình coi làm sao? Trên máy tính coi làm sao? Ví dụ như Nhưng thầy lấy một M là 1 đi, rồi ok lấy M1 là một thằng khác không nè. M là 1 rồi sao nữa? Thì được cái phương trình này. nhìn cờ thay bộ Rồi thầy làm gì? thế này mình nói chung hàm table đó này. Làm table hả? Rồi ok table cũng được. Nhưng mà table hả? Thôi. Thầy sẽ khảo sát cho mấy em coi cái kiểu là thầy xài nút canh thôi. Tại vì làm trên table thì nó hơi kỳ kỳ. Để coi ai làm nhanh hơn ha. Ví dụ như thầy thế số bất kỳ khác không là thầy thế số 1 đi cho nó dễ. X bình trừ đi 2 x, chúng ta không sợ nó trùng hợp gì cả ha. Tại vì chỉ cần m khác 1 là đủ. Chia cho x trừ đi 2. X trừ 2. Đây, nếu mà m là 1 thì thầy thế vô thì được phương trình này, thầy can một số rất là âm, thầy can âm 99. Thầy coi thằng này nó là một số đang đi xuống. Tức là số rất âm á thì nó là đang đi lên nè, thầy nghĩ là đang đi lên đó. Tiếp tục nè, thầy can một cái số ở đâu? Một số kế bên số 2 này để thầy tìm cái đường tiệm cận, kế bên tiệm cận đứng nó không thể nào đụng được số 2. Thầy tìm kế bên đường tiệm cận đứng là thầy can một cái số gì đây? 1,9999999 bằng, nó cũng rất là âm. Rõ ràng cái đồ thị hàm số á, tiệm cận đứng ở đây mà âm 99 là nó âm nè, khi mà tiến tới âm vô cùng là nó âm nè. Khi gần thằng này nó cũng cũng rất là âm. Rõ ràng mấy em thấy á, một cái số m khác ấy thì được không? Nhìn vô cái dạng đồ thị này nè, hiểu 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 cách vẽ của thầy không vậy? Thằng này thì can nè, một cái số là 1,99 làm số ở bên trái cái đường tiệm cận đứng của nó, thì mấy em thấy là âm hai phẩy mấy là rất là xuống luôn, rất là đi xuống. Bây giờ thì can một số là âm 10 mũ 5 làm số rất là âm dưới này nè, âm 10 mũ 5 nè bằng, thì mấy em thấy là nó cũng rất là nhỏ đó. Thì rõ ràng cái đồ thị mà hai nhánh của nó một bên cũng đi xuống, bên cũng đi xuống thì chỉ có một cái dạng này thôi đó, đi lên và đi xuống như thế này. Rõ ràng là thằng này nó có một cái khoảng nghịch biến là khoảng đi xuống ở đây, mà nó có khoảng nghịch biến vậy thì với m bằng 1 thì nó không xác định, tội lỗi nó không đồng biến trên r. Điều đó có nghĩa là thằng này lợi luôn. Đáp án chính xác của ta là câu C. Kéo xuống dưới kiểm tra thử cái đáp án của câu 5 là nhiêu nha. Có phải câu C hay không? Còn cách làm của chúng ta đó, chúng ta đã làm theo kiểu là không chính thống. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo kiểu chính thống. Tức là chúng ta phải đi tính đạo hàm của nó và chúng ta kiểm tra lại. Đạo hàm của thằng này tính sao? Công thức là cái gì? Quyền trừ sắc. F phẩy x bằng cái mẫu là x trừ 2 mà hồi xưa thầy thầy học cái phần đạo hàm bậc hai dục nhất thì nhớ công thức rất là rõ, nhưng mà sau dạo dạo này thầy 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 dạy mà thầy chắc là trong sách giáo khoa thì không có nhìn thấy công thức đó hay sao á. Trong sách giáo khoa không có công thức hàm bậc hai chia bậc nhất, hàm phân thức bậc hai dục nhất, công thức tính đạo hàm không có, cho nên là thầy không có nhớ. Hồi này sao ta, nó cũng là dạng là quyền trừ sắc, sắc trừ quyền gì đó, ai biết chỉ thầy cái thầy nhớ cái. Cái này trong sách giáo khoa cũng không có thầy. Tối qua không có, nhưng mà Làm như bình thường mới nhanh à? rất Có đại phải công thức là nha. U là hàm V trừ U là V hàm V thầy? Sạch sạch công thức đi. Mình áp dụng hàm U chia V á, mình cũng làm ra công thức đó. Thôi làm cái công thức ra lại. Một cái hàm Y bằng AX bình. Nghe em lên mạng thành cái ra liền à. Chia DX cộng E. Như thầy nói á, có công thức á, sau này mình làm rất là nhanh, mình không có cần phải lặp lại cái quy trình này hoài. Đó là tính đạo hàm Tự của nhiên tử em như tìm được mẫu phân công thức rồi phối vô. thầy ơi. Tại gì? À, hệ số của nó lần lượt là A, B, C, D, E. Thì đạo hàm sẽ là A nhân DX bình cộng 2 AEX cộng BE trừ CD. Còn cái mẫu thì bình phương. Có là như thế này nè mấy em. Quyền trừ sắc AD trừ cho ấy b, đây AD trừ ấy b là AD. Tiếp tục tính thằng này á,
thì lấy sắc, lấy quyền là AE, trừ cho thằng này luôn, nhân số 2 vô là 2 lần AE, tính cái thằng cuối á là BE trừ CD. Rồi ok vậy đi. À, thì này mình áp dụng nè, 1 nhân 1 ra là 1 lần x bình. Phải dấu cộng không? Cộng 2e đúng không? Cộng hay trừ? Cộng 2e. A này là 1 nè, e là 2m nè. Cộng 2 nhân cho trừ 2m ra là trừ 4m x. Và cuối cùng, đáp án cuối cùng là quyền trừ sắc là 4m trừ đi 3m bình. 4m bình trừ đi 3m bình ra là m bình phương. Thì đây nè, lấy phẩy x. À, cái phẩy x đó thì mình tìm điều kiện để cho cái thằng này nó dương với mọi x. Thằng m bình trừ 4m x cộng đi m bình lớn hơn 0. À, lớn hơn 0 với mọi x tương đương. Kỳ ta, tương đương gì, tương đương gì, này là đạo hàm tử của thằng đạo hàm. Lớn không khi gì? Đây là một cái hàm quay lên mà luôn luôn lớn không khi và chỉ khi nó không cắt trục hoành thôi. Không cắt trục hoành là delta của nó phải là số gì? Số dương. Delta phẩy nó phải dương. Đúng không? Nó không cắt trục hoành thì delta phẩy dương tam thức bậc 2 nó chỉ có cái này thôi. Thằng này là A là quay lên hay quay xuống? À, quay lên đúng không? Quay lên mà nó dương luôn, nó dương là luôn luôn ở phía trên trục hoành. Thì nó phải không cắt trục hoành thì delta phẩy của nó phải là ấy da, bậy. Delta phẩy của nó phải là số gì? Số âm để nó không cắt trục hoành. Nên ta phải là b phẩy bình trừ ac là 4 lần m bình, 2 lần trừ 2 lần m bình phương trừ đi ac là trừ m bình, nó phải âm. Tương đương gì? Bé bằng không, này là lớn hơn bằng không ha, này bé bằng không, bé bằng không, tương đương là 3 lần m bình bé bằng không. 3 lần m bình bé bằng không khi và chỉ khi m bằng mấy? M bằng không. Chỉ có trường hợp duy nhất là m bằng không thì 3 lần m bình bé hơn hoặc bằng không mà thôi. Còn với những m khác thì 3m bình luôn luôn lớn hơn không. Đáp án của chúng ta gamma bằng không, chính xác giống như câu C luôn. Câu 6 nè, giá trị cực đại của hàm số này là nhiêu? Để nó hỏi cái giá trị cực đại của cái hàm số này. Đây là một cái hàm bậc 3. Thì nó hỏi á, là điểm cực đại, điểm cực tiểu thì ok. Bây giờ nó hỏi cái giá trị cực đại nè, cái giá trị cực đại. Ha. Thì mình phải đi tìm cho bằng được cái điểm cực đại của nó. Khi có cái điểm cực đại rồi thì mình sẽ đi tìm cái giá trị cực đại là y của cái thằng điểm cực đại đó. Ok ha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thôi, rất là đơn giản. À, hàm bậc 3 này mà mấy em thấy a dương nè thì cái dạng của nó mà có cực đại thì nó phải như thế này thôi. À, thì cái thằng x nhỏ hơn sẽ là điểm cực đại. À, thì mấy em đi tìm nghiệm của đạo hàm, nghiệm đạo hàm bấm sau mod 5 3 để giải phương trình bậc 2. Hệ số đầu tiên là 3 lần x bình trừ đi 6x và trừ đi 3. 3 lần x bình trừ 6x trừ 3. Thằng này thì quên bấm trừ 6x nè, trừ 3 đúng không? 3 lần x bình trừ 6x trừ 3. Và thầy coi nghiệm của nó là gì? 1 cộng căn 2 và 1 trừ căn 2. Thì điểm cực đại là gì? Là gì? Đây. Một trừ căn hai. Rồi chính xác, 1 trừ căn 2. À, khi mà có 1 trừ căn 2 xong rồi thì lấy 1 trừ căn 2 thì thế vào phương trình này. À, thì thầy nhập là x mũ 3. Em thấy là thầy không có thế 1 trừ căn 2 tất cả mũ 3 mà thì nhập x được, sau đó thì can trừ 3 lần x bình trừ 3x cộng 2 thì can 1 trừ căn 2 thì đây chính là giá trị cực đại là trừ 3 cộng 4 căn 2, trừ 3 cộng 4 căn 2, đáp án là A. Để cho ăn hơn á, thầy bấm ra ngoài thì coi nó là 2 với 65 nè. À, thầy can lại một cái số khác là gì? 1 cộng căn 2, tại vì đây là hai nghiệm của đạo hàm mà. À, để chắc ăn hơn thì thầy phải chắc ăn chắn cái thằng này nó phải là điểm cực tiểu là âm không với tám mấy, thì rõ ràng điểm cực đại nó lớn hơn điểm cực tiểu đúng không, lớn hơn điểm cực tiểu đó, trừ 3 cộng 4 căn 2, đáp án là câu A.
Rồi, tiếp tục. Câu số 7 nè. Số C trong công thức Lagrange đối với hàm số là ở quần gì vậy? Công thức Lagrange là gì ta? Hàm số Fx bằng căn của x trừ 1 trên độ 1 năm là. Trong sách giáo khoa có không ta? Không có mà hỏi là thua nha. Và có là mình và có mà mình không biết á. Hình như đâu có đâu mà. Sạch mạng thử cái công thức la răng là gì? Em sẽ Google mà toàn thấy nó ta có sợi la răng để chế tạo ô tô thôi thầy. La răng á, lắc răng thôi bỏ qua này, không cho thi không, Đa cho hàm thức số này. hội suy. Sao Bên à, này câu số ghi 8 là là một dạng trắc răng là nghiệm rất đa là hay thức. nè. Ừ. Dạng trắc nghiệm chọn mệnh đề đúng. Rồi, cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ h bình cộng hay x trừ 1. Xét các mệnh đề sau, hỏi mệnh đề nào đúng. Đồ thị có một điểm uốn. Mấy em thấy đồ thị có mấy điểm uốn? Hàm bậc 3 nè. Đồ thị này có mấy điểm uốn? Hai điểm uốn. À, Không tất bằng cả hàm bậc hai 3 điểm đều uốn. có. Đều có ít nhất một điểm uốn. Nhiều nhất của nó là mấy điểm uốn? Tất cả hàm bậc 3 có nhiều nhất là mấy điểm uốn? Hai điểm uốn. Hai điểm uốn là điểm nào? Điểm cực Điểm. đại và điểm cực tiểu. Vậy là không hiểu về điểm uốn là cái gì rồi. Hai điểm uốn là nghiệm của y hai phẩy á. Ha, điểm uốn là cái này nè. Đã điểm mà qua đó đó. Qua đó cái gì? Đổi dấu Qua nè. qua cái điểm uốn thì gì? Thì hàm số nó sao? Qua điểm cực đại, qua những cái điểm cực trị á, là qua điểm những điểm cực đại và cực tiểu nè, thì hàm số đổi chiều. Phải không? Đây, đang đi lên nè. Qua điểm cực đại, quanh xuống. Đang đi xuống, qua điểm cực tiểu, quanh đầu lên. Qua những cái điểm cực trị thì đồ thị hàm số đổi chiều. Còn qua điểm uốn thì đồ thị hàm số là sao? Uống thầy cũng biết. Nhưng mà tất cả những cái hàm bậc 3 nha, đảm bảo mấy em một điều, tất cả những hàm bậc 3 đều có ít nhất một điểm uốn và nhiều nhất cũng có một điểm uốn, hay nói khác tất cả hàm bậc 3 chỉ có duy nhất một điểm uốn. Không có hàm bậc 3 nào mà không có điểm uốn cả. Tại sao? Biết sao không? Điểm uốn là nghiệm của đồ hàm bậc 2. À, cái phương trình của chúng ta là ax mũ 3 cộng bx bình cộng dân dân gì đó, thì khi mà mấy em á, đi tính đạo hàm bậc nhất á, là mấy em chỉ tính tới cái khúc này thôi. Ồ, tới tới khúc này thôi, tới khúc cx thôi. À, thì là hàm bậc nhất. Tính đạo hàm bậc 2 á, là mấy em sẽ xét tới khúc này, khúc này. Mà khi hàm bậc 3 mà lấy đạo hàm bậc 2 ra thì sẽ ra là hàm đạo hàm bậc 2 nó là một cái phương trình gì, bậc mấy của x hả? Đạo hàm bậc 2 thì bậc 3 nó sẽ giảm xuống còn hai bậc, giảm xuống hai bậc còn một bậc, tức là một cái thằng số gì đó x, một cái thằng số gì đó x cộng với một cái số gì đó à, b nhân 2, còn này là 3 nhân 2 nhân a nhân x thằng này nè. Rõ ràng mấy em thấy đây là phương trình bậc nhất, phương trình bậc nhất thì chắc chắn phương trình bậc nhất này bằng không thì chắc chắn làm sao có một nghiệm, chắc chắn y hay phải luôn luôn có một nghiệm, không có trường hợp nào mà nó không có nghiệm cả. Phương trình bậc nhất này nè, dạng này, trừ khi điều kiện gì, trừ khi thằng này nó không có nghiệm là khi nào,
thì a nó bằng không nó mới không có nghiệm. Mà có bao giờ a bằng không thì thằng này nó có phải là phương trình một ba không? Không. Cho nên không có trường hợp nào mà xảy ra đối với a bằng không cả. Cho nên đối với hàm bậc 3 luôn luôn có một điểm 4. Có hai điểm 4 không? Có hai không? Làm gì có hai nổi, tại sao vậy? Cái đạo hàm bậc 2 của nó là một phương trình bậc nhất. Một phương trình bậc nhất á, mấy em vẽ ra mấy em thấy là 1, 2 hoặc là đi xuống hoặc là đi lên thì luôn luôn cắt cái trục hoành này nè tại một điểm duy nhất mà thôi. Có trường hợp nào mà đi ngang không? Cái hàm bậc nhất mà đi ngang này nè là trường hợp gì? Y phẩy bằng gì? Bằng B. Bằng B nghĩa là sao? Nghĩa là không tồn tại thằng A. Mà thằng A có thể nào không tồn tại không? Không. Thằng A nó muốn có A phải khác không? Thì nó mới tồn tại trên ba. Có trên ba mới có y hay phẩy. Thì chắc chắn mấy em một điều là có một điểm 4 là luôn luôn đúng. Cho nên nó câu A, câu C và câu D này đúng. Bây giờ mình chỉ cần phân vân giữa số 2 và số 3 thằng nào đúng mà thôi. À, trường hợp này mình bắt buộc mình xét cả cả gì? Cả 2 và 3 coi nào đúng không, mình không có bỏ được qua thằng nào cả. Đầu tiên số không có cực đại và cực tiểu có hay không? Tính đạo hàm cái ra biết liền gì? Đạo hàm là ba bình nè, trừ ba x nè. À, ba lần x bình nè. Ủa giống giống cái hàm trên nó bây giờ. Ba lần x bình trừ đi 6x cộng đi 2. Hàm này có nghiệm không? Delta phẩy á, là bằng 9 trừ đi AC á, là trừ 6 có nghiệm ha. Đúng không? Nên ta phải là 9 trừ AC là 6 nè. Chắc chắn có nghiệm. À, và delta phẩy của nó bằng bằng 3 lớn hơn không, hai nghiệm phân biệt. Chắc chắn có cực đại và cực tiểu. Cho nên câu số 2 này là câu gì? Câu gì? Câu sai. Mà hai này sai thì chắc chắn 3 phải phải đúng. Để làm chi? À, để 1 và 3 đúng. À, hai sai thì làm sao chọn câu A, làm sao chọn câu D, làm sao chọn câu B? Hai rõ ràng là sai rồi. Hàm số này có hai điểm cực đại và cực tiểu. À, cho nên chọn ngay câu này, câu C, khỏi nói nhiều. Hợp tình hợp lý không? Hay gì thật? Đề này chất lượng lắm luôn á nha. Đề này dữ lắm luôn á. Cho cái hàm số này với giá trị nào cũng mờ, toàn là tham số không. Nãy giờ thì thấy là so với cái đề mà trước á, đề trước của chúng ta làm á, thì thấy xài máy tính ít quá trời ít luôn. Hả, toàn là xài nháp không à. Được á, làm gì được á. Cho cái hàm số này với giá trị nào của mờ trị đồ trị hàm số có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên. Câu hỏi rất là hay. À, nó có tiệm cận đứng không? Có. Tiệm cận đứng là cái gì? Hả? Tiếp bằng trừ 2. Tiếp bằng trừ 2 rồi, ok. Có tiệm cận đứng. Đồ thị hàm số này luôn luôn có tiệm cận đứng. Không có tiệm cận xiên làm sao? Hàm phân thức nha, không có tiệm cận xiên á thì nó phải có tiệm cận ngang, không có đường nào chạy được hết. Một á là mấy em thế ABC vào. Và thầy chắc chắn với em một điều á, đáp án của câu này á đó là câu gì? Ừ, chỉ có D mà thôi. Như nãy thầy nói á, hàm phân thức không có tiệm cận xiên thì nó phải có tiệm cận ngang, không có chạy đâu được hết. Không xiên thì ngang, chứ không có cái con đường nào khác để cho nó đạt được cái gì hết. Không có tiệm cận xiên thì nó phải có tiệm cận ngang. Mà muốn cái phương trình bậc 2 chia bậc nhất mà có tiệm cận ngang á, chỉ có thể đưa nó về dạng phương trình gì? Bậc nhất chia bậc nhất mà thôi. Điều đó có nghĩa là M nó phải bằng không. M mà chỉ cần khác không là nó sẽ là thuộc dạng gì? Bậc 2 chia bậc nhất. Mà bậc 2 chia bậc nhất thì phải có tiệm cận xiên. Cho nên trường hợp này chỉ có một duy nhất là M bằng không. À, đúng không? M bằng không để nó biến thành bậc nhất chia bậc nhất thì nó sẽ có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Còn nếu mà để M khác không thì nó sẽ được một cái phương trình bậc 2 chia bậc nhất mà bậc 2 chia bậc nhất không có thằng nào là không xiên cả.
100% tất cả bậc hai nhất đều có tiệm cận siêu. Cho nên câu A, câu B, câu C này là khác không là thôi dẹp hết. Ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Câu số 10. Cho hàm số Fx bằng x bình nếu x lớn bằng 2 bằng 0 nếu x bé hơn 0. Thầy vẽ đồ thị này cho mấy em coi. Rất là dễ. Cái hàm này x bình nếu x lớn bằng 2 nè. Đầu tiên thầy sẽ vẽ cái phương trình x bình. Y bằng x bình là parabol như thế này. Với x lớn bằng 2 thì nó là x bình. Đây, x lớn bằng 2, 1 nè, 2 nè, x lớn bằng 2 ở đây. Từ từ tập lên đây. Toàn bộ bên này thì xóa bỏ hết. Thì xóa bỏ hết. Cái đồ thị hàm số này xóa bỏ hết, nó chỉ lấy cái khúc từ từ 2 trở đi mà thôi. Còn nếu mà x bé hơn 0 thì đồ thị nó là 0. Đồ thị nó là 0 là gì? Là gì? Là y bằng 0, y bằng 0 chính là gì vậy? Là trục hoành nè. Đây, như vậy rõ ràng nguyên cái khoảng này là cái gì vậy? Chấm hỏi. Đồ thị có tồn tại đây không? Không. Đồ thị không xác định trong khoảng từ 0 đến 2. Điểm 0 là gì của C nếu? Nếu cái quần què gì vậy? Điểm 0 là gì của C nếu chấm hỏi? Nếu cái gì? À, thôi. Điểm 0 là gì của C trả lời luôn. Điểm 0 là gì của C? 0 này nè. Giá trị 0 là gì của C? Có phải là điểm cực? Cực không? Có phải là điểm cực không? Phải nhớ định nghĩa điểm cực nha. Điểm cực đó là điểm mà qua đó hàm số đổi chiều. Có phải không là điểm cực tiểu của nó không? Hả? Điểm không nè. Không phải. Không phải là cực. Nó không phải là điểm cực. Tại vì qua đó nó đâu có đổi chiều gì đâu. Nó vậy thôi. À, có phải điểm uốn không? Nhìn vô cái thấy nó có uốn éo gì đây đâu. Không phải điểm uốn. Chỉ là một điểm thuộc C mà thôi. À, còn gì nữa? Đúng không? Rồi. Rồi video này tạm dừng.